khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 103. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Phật Tổ dạy chúng ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đoạn tất cả ác chính là xa lìa duyên ác. Tu tất cả thiện chính là chúng ta cố gắng tu thiện duyên. Thiện duyên có thể giúp chúng ta thành tựu đạo nghiệp. Người tu hành nếu như không phải là người tái sanh thì nghiệp chướng và tập khí rất nặng. Trong kinh Địa Tạng nói: chúng sanh cõi diêm phù đề, khởi tâm động niệm, thảy đều là tội. Cái tội nghiệp này không nhất định là tạo tác có hình tướng. Khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Cái gì là tội? Khởi tâm động niệm lợi mình mà hại người. Tâm của họ là như vậy, cho nên hành vi của họ cũng đều như vậy. Xuất gia rồi, xuất gia nếu là không giác ngộ chân chánh, không có chân thật phát tâm tu hành, vẫn là mang theo cái tập khí lúc còn tại gia. Hay nói cách khác, vào trong cửa Phật mà tạo ra cái tội nghiệp này so với lúc còn tại gia nặng hơn rất nhiều lần. Bởi vì bạn ở trong tăng đoàn khiêu khích phải quấy, đâm thọc hai đầu, đây là phá hòa hợp tăng. Cái tội lỗi này là đọa địa ngục A Tỳ. Thế gian làm những việc này cũng là tội. Thế nhưng không nặng đến như vậy. Sứ mạng của tăng đoàn là hoằng pháp lợi sanh. Bạn đến nơi đó để hủy hoại nó, cái tội này thì nặng. Tục ngữ có câu: trước cửa địa ngục, tăng đạo nhiều. Việc này không thể tùy tiện nói. Đây cũng không phải là bới móc việc của người xuất gia, đây là sự thật. Chúng ta đã học Phật thì nhất định ở ngay đời này có thành tựu. Phải thành tựu ngay ở đời này. Chính mình phải thường nghĩ, khởi tâm động niệm đối với người tiếp vật của ta có giống Phật Bồ Tát hay không. Đây mới là chân thật tu hành. Mục đích của thời khóa sớm tối là ngay chỗ này. Đặc biệt là đạo tràng của chúng ta sáng sớm đọc 48 nguyện. Khi đọc phải nghĩ tưởng, tâm nguyện của chúng ta có giống với Phật A-di-đà hay không? Buổi tối đọc kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37. Trong 6 phẩm kinh này, Đức Thế Tôn đã khai thị cho chúng ta rất nhiều. Những khai thị này đều là tiêu chuẩn của sự đối nhân tiếp vật. Chúng ta có vi phạm hay không? Có phụng hành hay không? Phật dạy cho chúng ta phải nên làm. Chúng ta có làm hay không? Phật bảo chúng ta không nên làm. Chúng ta có làm hay không? Khóa tối là phản tỉnh. Đây là chân thật tu hành. Khóa sáng là nhắc nhở chính mình, ta một ngày không nên quên đi giáo huấn của Phật Đà. Khóa tối chú trọng ở phản tỉnh, cho nên thời khóa sớm tối tuyệt đối không phải đọc cho Phật Bồ Tát nghe, mà đọc cho chính mình nghe. Đọc cho chính mình phản tỉnh. Ý nghĩa chân thật của thời khóa sớm tối là ngay chỗ này. Cho nên, đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, người có chút thể hội, ở ngay trong vạn tượng, nhất định không có chấp trước, sẽ không nỗ lực tạo tội nghiệp. Họ sẽ lợi dụng cái cơ duyên này, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện.
tu phước của chính mình, tu thiện duyên của chính mình. Học Phật cùng không học Phật là khác biệt nhau ở chỗ này. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.